Mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Cẩm Tú Đích Nữ của tác giả Túy Phong Ma. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 271: Tình địch nơi bến tàu 2. Thu Vân nhìn dáng ăn của muội muội mình, lòng tràn đầy bất đắc dĩ, nương cho là mình đến thẩm phủ làm di nương, chính là chủ tử lớn nhất sao? Hôm qua mang theo muội muội tới cửa, nói muốn cho đi theo đến kinh thành tìm người phú quý gả cho. Nếu nói trước kia nàng ta không biết, nay nàng ta sao còn không rõ, nàng ta ở thẩm phủ mặc dù là di nương, nhưng phu nhân là chủ tử, lão gia là chủ tử, tiểu thư cũng là chủ tử, nàng ta nói dễ nghe một chút cũng coi như là nửa chủ tử, kỳ thật cái gì cũng không phải. Từ sau chuyện của vi ngưng tử cùng tạ di, thẩm phủ một mực không cho phép thân thích ở nhờ, ở trọc, những người tới cửa muốn lấy tiền liền bị sắp xếp đến khách điếm ở bên ngoài. Bởi vì lại sợ loại người như vậy đến, không phải lén leo lên giường, thì chính là hạ độc, hãm hại. Nhưng nói là nói như vậy, nàng ta cũng không thể cùng muội muội còn chưa xuất giá kể hết mọi chuyện ra, nhưng mà muội muội của mình cũng không mốc, ít nhất vừa rồi ở trước mặt tạ thị không có ngu mốc mà nói toẹt ra, nhắm mắt đi theo người tỷ tỷ này, mới rột rè giữ ý như vậy. Rốt cuộc cũng chưa khiến cho mình mất mặt. Nàng ta khuyên nhủ, bởi vì muội là người ngoài, thẩm phủ không như nhà chúng ta, trước kia là thương hộ quy củ cũng không so với các quý phủ nhà cao cửa rộng bình thường ít hơn bao nhiêu, nay thăng lên bá tước, quy củ càng nhiều, người ngoài không thể tới ở nhờ trong thẩm phủ. Cái gì mà người ngoài, tỷ là di nương của thẩm gia, ta là muội muội của tỷ, là thân thích của thẩm phủ. Thu Thủy chừng mắt nhìn Thu Di Nương, vừa ăn đồ vừa nói, tỷ là cố ý, tỷ thấy Nương đối với ta tốt hơn tỷ. Ta muốn đi nói cho Nương. Thu Di Nương xem bộ dáng của nàng ta, vốn đáy lòng còn có chút phiền muộn, lâu như vậy bụng nàng vẫn không có động tĩnh, tâm tình nàng cũng đã không tốt. Lúc này lại có Thu Thủy đến bên người nàng quấy rồi làm phiền, một chút cũng không thông cảm nàng, hơn nữa mấy ngày này nàng cũng bề bộn nhiều việc, liền phủi tay nói, muội đi đi muội đi nói đi, cùng lắm thì nương mắng ta một trận, ta lúc trước còn chưa bị bà ta mắng đủ sao. Chờ mắng xong, bà cũng vừa hay dẫn muội rời đi, miễn cho muội ở lại thầm gia làm nha hoàn. Đây là lời nói năm đó khi nàng vào thẩm phủ làm di nương, bị nương trách mắng đã lâu, sau lại thấy nàng gả cho thẩm gia, có thể mang đến lợi ích tiền tài cho nhà mẹ đẻ, mới không dám mắng nữa, hiện tại nghe được thẩm mậu thăng chức bá tước, tự nhiên càng không dám mắng hôm qua còn ra vẻ khen nàng có ánh mắt lâu dài, gả lần hai cũng có thể gả đến nhà bá tước. Đối với nương nàng không muốn nói thêm cái gì, về phần muội muội thì nàng thực tình muốn mượn danh tiếng thẩm gia, tìm cho muội ấy một cuộc hôn nhân tốt. Vừa nghe tỷ tỷ muốn đem mình đuổi về, Thu Thủy vừa tới hai ngày đã được ăn thiệt nhiều thứ mà ở bên ngoài chưa từng ăn qua liền dịu giọng, trong mắt đảo quanh vài vòng, dùng sức lắc đầu nói, ta không đi, tỷ chính là muốn đuổi ta đi, ta mới không mốc như vậy. Nơi này có đồ ăn ngon, có đồ tốt mặc, ta mới không đi, không đi. Thu Di Nương vừa thấy nàng tính tình như con nít, cười lên, muội nha. Không đi liền ở lại đây, tỷ tỷ còn có thể đối với muội không tốt sao? Thời gian như nước chảy vội vàng mà qua, đảo mắt đã đến đầu tháng 2, kênh đào đóng băng ở Nam Phương bắt đầu tan chảy, thầm mậu cũng thuê thuyền lớn, đem gia sản đều chuyển lên, Trước đó Tần Thị và Vi Trầm Uyên cũng muốn đầu xuân lên kinh thành, không nghĩ tới thẩm gia lại được phong tước, liền cùng thẩm phủ ngồi thuyền cùng tiến kinh. Tần Thị cảm thấy phiền toái thẩm phủ, mà Tạ Thị lại thập phần vui mừng, bà thích Tần Thị có cử chỉ thỏa đáng, lại biết nói chuyện phiếm, dọc theo đường đi có thể cùng Tần Thị làm bạn, miễn cho một đường đi quá mức buồn chán. Lão phu nhân bởi vì sức khỏe không tốt, cho nên phần lớn thời gian đều nghỉ ngơi ngẫu nhiên cũng đi ra dạo một chút nhưng không dám lên trên sàn tàu bong tàu sợ gió thổi lại nhiễm phong hàn ngay cả vân khanh cũng rất ít khi đi ra bởi vì càng đi về hướng bắc thời tiết lại càng lúc càng lạnh cho đến một ngày thấy được ánh mặt trời hiếm hoi thuyền ngừng ở bến tàu khúc dương để dừng chân và bổ sung vật phẩm vân khanh mới đến trên sàn tàu để hít thở không khí nàng cũng ở trên sàn tàu bong tàu Vi trầm uyên cả người áo bông dày màu xanh ra trời, trên đầu trải tóc thư sinh, thân mình tươi mát như trúc, tướng mạo tuấn tú, mang theo một tia nho nhã, nhìn Vân Khanh nói chuyện. Đúng vậy, ở khoang thuyền thật buồn chán, muốn đi lên thay đổi không khí. Vân Khanh cười nói, nghe nói bệ hạ năm nay mở ân khoa, vào tuần cuối của tháng 3, Huỳnh sẽ được tham gia cuộc tuyển chọn. Vì trầm uyên hai tay vỉn trên thành thuyền, mặt hướng về phía bờ kênh đào, gật đầu nói, đúng vậy, sắp phải đối mặt với cao thủ đến từ các nơi trên cả nước. Lời của hắn cũng không hàm chứa lo lắng, giống như đang tưởng thật một sự thật, cái loại tự tin phát ra từ trong giọng nói, khiến khuôn mặt hắn đã thanh tú, nay lại mang theo một tầng hào quang trói mắt. Chuyện buôn bán của nàng, tiểu như hiện tại đã có thể tiếp nhận toàn bộ, con người hắn rất thành thật, nhưng mà dụng đất nhiều như thế, người tính vẫn để ở đó không dùng vào chuyện khác sao vì trầm uyên đối đáp tự nhiên không quá khẩn trương kéo đề tài về chuyện của vân khanh để ở đâu cũng được chuyện này ngược lại không vội vân khanh cười cười mẹ huynh sức khỏe càng ngày càng tốt mẹ ta từ lúc khởi hành luôn say tàu bà ngược lại một chút khó chịu cũng không có đúng vậy thật kỳ lạ có lẽ thể chất của người không giống nhau ta ngồi thuyền cũng không có choáng váng đầu giống nương ta vậy. Vì trầm uyên cười, vẻ mặt trêu ghẹo, nàng có thấy choáng váng hay không? Ít nhiều cũng có một chút, nhưng mà mùi thuyền cũng có chút giống như mùi xe ngựa, ngồi lâu cũng sẽ quen thôi. Vân Khanh đưa mắt ngắm nhìn phía xa xa, cũng không biết sau khi đến kinh thành sẽ ra sao. Phải đi mới biết được, đường dù có thế nào cũng phải đi, chỉ cần bước từng bước vững chắc, ta cảm thấy nàng nhất định sẽ không thành vấn đề vì trầm uyên trong mắt dâng lên từng cuộn sóng, tươi cười chân thành mang theo cổ vũ. Vân Khanh nhìn khuôn mặt của hắn, nghĩ đến mình và hắn ở kiếp trước, chẳng qua chỉ là gật đầu chào hỏi, nào biết cả đời này, quan hệ của hai người hoàn toàn thay đổi. Có huynh cổ vũ như vậy, bản thân ta lại có thêm vài phần tự tin rồi. Vân Khanh cũng chân thành nở nụ cười, luôn cảm thấy sự giận dò của Vi Trầm Uyên, có chút giống ca ca an ủi muội muội. Bên kia có thủy thủ bắt đầu hô gọi, người trên thuyền phải chú ý, chuẩn bị rời bến, hai người mới trở lại trong phòng của mình. Càng lên phía bắc, thời tiết lại càng lạnh, đến tháng 2, thế nhưng còn có tuyết lớn, Vân Khanh lui ở trong phòng, ôm lò sưởi liêu ngân bách hoa tráng men ghép lại, khoác áo khoác lông, một chốt cũng không chịu đi ra ngoài, dưới chân còn đặt một chậu than nhỏ, hận không thể đem cả người đều đặt ở bên cạnh lò lừa. Mỗi ngày chính là đọc sách, Vẽ tranh, nàng dựa vào những thứ này mà giết thời gian, vẽ hư nàng cũng có thể làm lại, cho nên ngược lại không cảm thấy quá buồn chán, bất quá nội tâm cảm thấy phương Bắc thực sự rất lạnh. Lưu Thúy đẩy cửa ra, từ bên ngoài tiến vào, trong miệng gọi, gió này như muốn đem người cắt thành thịt đông A, à, mặt nô tì đều đã tê dần. Mũi của nàng ấy lạnh đến đỏ bừng, đặt hộp đựng thức ăn cầm trong tay lên bàn, Vân Khanh thấy tay nàng đều đỏ, lập tức hô. Lưu Thúy, mau tới làm ấm tay, đừng để bị lạnh quá. Lưu Thúy gật đầu, đưa tay để trên lò sơi hơ ấm vài cái, mới đứng lên, mở hộp đựng thức ăn ra, bưng một chén canh nóng hầm hập cho Vân Khanh. Đây là phu nhân sai người nấu, uống vào có thể làm ấm người. Tiểu thư, người mau uống đi. Vân Khanh vươn tay ra nhận, đặt lên bàn, uống từng ngụm một, một. ngẩng đầu nhìn Lưu Thúy, em cũng múc một chén uống đi thiên Việt so với Dương Châu lạnh hơn nhiều, đừng để bị cảm lạnh. Liêu Thúy lắc đầu nói, nô tỳ uống hai chén canh gừng rồi, ở trong thân thể nóng rát, chỉ là bên ngoài vừa bị gió thổi, lạnh cực kỳ. Vân Khanh nghe vậy, cũng không nhiều lời, cúi đầu vừa múc một muỗng canh, bỗng nhiên bên ngoài vang lên một âm thanh rung trời, toàn bộ thân thuyền đều lay động, canh kia cũng vơi ra trên bàn một chút, Liêu Thúy nhanh tay cầm vải ra lau sạch sẽ. Ai ngờ, Thanh âm kia lại liên tiếp vang lên, Vân Khanh bị hù sợ đến tim đập nhanh, ôm lỗ tai nói, có chuyện gì xảy ra vậy? Tiếp theo chợt nghe Thanh Liên ở bên ngoài chạy vào, "Tiểu thư, khúc sông phía trước đều đã đóng băng, đội tàu đang dùng thuốc nổ để phá băng đó." Vân Khanh thế này mới nhớ tới, phương bắc thời tiết lạnh, băng trên mặt sông còn chưa kịp tan, hơn nữa nhiều ngày nay lại có mưa tuyết lớn, khiến tầng băng chỉ có dày thêm chứ không mỏng đi đoàn thuyền muốn đi tới cũng có chút khó khăn. Thuyền lên kinh không chỉ có mấy chiếc thuyền của Vân Khanh các nàng, mà còn có nhiều chiếc hướng kinh thành báo cáo công tác, gặp bằng hữu, giao thương, còn tụ tập, bọn họ không thể chậm trễ, liền chỉ có thể dựa vào nhân công bơi xuống đáy sông chôn thuốc nổ, phá băng, dọn một con đường nhỏ đủ cho một chiếc thuyền đi qua. Cứ như vậy khi đến mùng 3 tháng 3, thuyền đã cập bến cảng Thiên Việt các loại thuyền lớn sắp hàng thành một hàng dài như thân rồng chiếc thuyền lớn vân khanh đang ngồi đang ở vị trí chính giữa từ từ chờ thuyền lớn phía trước thả người xuống sau đó mới tới gần cảng bến cảng cách thiên việt còn một khoảng đường sau khi rời thuyền còn phải ngồi xe ngựa dọc theo quan đạo mới có thể chân chính tới kinh thành cho nên trên bến tàu có rất nhiều cỗ kiệu và xe ngựa dừng lại để đón người hoặc tiễn người đón người tiễn người chuyển hàng hóa cùng nhau xảy ra nên trên bến tàu chen trúc chật trội. Liêu Thúy và Thanh Liên đi bên cạnh Vân Khanh, phòng ngừa những người khác đụng trúng nàng, Vấn Nhi ở phía sau che ô, để tránh tuyết rơi xuống đầu Vân Khanh, tạ thị ở một gian thuyền khác đi ra bom tàu, phỉ Thúy và hổ phách diều bà xuống. Thẩm mậu đi cùng lão phu nhân, để một quản gia mang theo Vân Khanh cùng tạ thị đi đến chỗ kiệu phu nhà mình, nhà hoàn và ma ma quản sự ngăn cản những người có thể va chạm với bọn họ. Vân Khanh đi về phía bờ, lại ngừng đầu liếc mắt nhìn chung quanh một cái. Lúc trước ngự phượng đàn có nói nàng năm nay nhất định sẽ đến kinh thành, hắn chắc chắn sẽ đến bến cảng đón nàng. Tuy rằng biết hắn biết trước chuyện phong thường là việc thật bình thường, nhưng câu sau của hắn nói là nhất định sẽ đến cảng tới đón nàng. Vốn nàng cũng không để ở trong lòng, nhưng đến bến cảng. Không biết như thế nào liền nhớ lại đôi phượng mâu trong vắt của người kia, mà xui quỷ khiến nàng liếc mắt nhìn xung quanh lại không nghĩ rằng thực sự thấy được thân ảnh màu trắng kia, mặc dù cách xa một khoảng, nhưng cả người người kia đều là trường bào tay áo dài màu trắng, bên hông dắt miếng ngọc lục bích, ngồi trên lưng con ngựa khỏe mạnh màu xích đỏ, dáng người thập phần cao quý. Tuy rằng trong biển tuyết mênh mông, khuôn mặt hắn nhìn không rõ lắm, nhưng đôi mắt kia ở trong gió tuyết đặc biệt liễm diễm sáng lạn, giống như tuyết rơi đến thân của hắn, đều biến thành không khí, bốc hơi biến mất. Chỉ còn hắn đứng giữa một mảnh tuyết trắng, chiếu sáng cả khu bến tàu. Không hiểu sao Vân Khanh cảm thấy lòng mình nhảy dựng, khóe miệng kìm không được có chút ý cười. Ai ngờ, ý cười này còn chưa từ nội tâm hiện lên khóe miệng, chợt nghe thấy ở phía sau có tiếng nói xa lạ đang kêu lên, "Tiểu thư, người xem, Cẩn Vương Thế Tử quả nhiên đã tới đón người kia." Chương 272, Tình địch nơi bến tàu, 3 vân khanh hơi nhíu mày quay đầu nhìn về phía sau thấy một đám nha hoàn đang vây quanh một thiếu nữ trong đó có một người còn lớn tiếng nô tỉ nói chàng nhất định sẽ trở về thiếu nữ với nụ cười ngượng ngùng hơi cúi đầu ánh mắt lén lút nhìn về phía ngự phượng hương đôi mắt tràn đầy vẻ ái mộ ánh mắt của vân khanh dừng lại một chút thiếu nữ này dung mạo cực kỳ tú lệ trong đám người nàng nổi bật hơn cả mái tóc đen nhánh của nàng được xếp thành kiểu hồ điệp, cài trên đó là mấy chiếc châm vàng tạc hình hải đường hồng ngọc, bên cạnh còn dùng hoa nhỏ cỡ móng tay vây quanh nửa vòng, kéo dài đến chán. Đôi tay trắng ngần của nàng đeo đôi vòng tay hình hồ điệp bằng vàng ròng, đôi mắt dịu dàng như nước, lúc này tràn đầy tình cảm, càng lộ ra vẻ đẹp kiều diễm như hoa sen vừa nở. Nàng nhận ra người này, trước đây đã từng gặp tại Dương Châu, đó là An Tuyết Oánh, đường tỷ của An Ngọc Oánh. Hơn một năm không gặp, An Ngọc Oánh đã cao lớn hơn, dung mạo cũng càng thêm tinh xảo, vẻ đẹp tài sắc vẹn toàn của nàng đã bắt đầu nổi danh ở kinh thành, biểu hiện ngày càng rõ rệt. Vân Khanh nhìn nàng, ánh mắt của nàng vẫn luôn chú ý đến Ngự Phượng Hương, đôi mắt tràn đầy tình cảm, dường như không còn để ý đến ai khác, khóe miệng của Vân Khanh khẽ nhếch lên. Thì ra nàng đã hiểu lầm, Nàng thực sự đã nghĩ rằng Ngự Phượng Hương đến để đón nàng, nhưng hóa ra người ta chỉ là đến vì một cuộc hẹn hò với giai nhân. Sự chờ đợi nhỏ bé của nàng vừa rồi dường như tan vỡ trong khoảnh khắc. May mắn là nàng chưa kịp đặt niềm tin vào điều gì, chỉ vừa bước một bước nhỏ thôi, đã nhận ra trước mặt là vực sâu, nàng còn có thể kịp thời rút lui. Vân Khanh hoàn toàn không nhận ra rằng sự thất vọng nhỏ bé trong khoảnh khắc này từ đâu mà có. Nàng chỉ nghĩ rằng hóa ra đó là một sự hiểu lầm, và khi hiểu lầm được giải tỏa thì cũng tốt thôi. Trước đây nàng đã không đặt quá nhiều hy vọng, nên bây giờ dù có nhìn thấy điều gì cũng sẽ không cảm thấy thất vọng nhiều. Trên bến tàu đông đúc người qua lại, đột nhiên một gia đình dường như không kiểm soát được đồ đạc, gã sai vặt cầm theo cây dương nặng nề liền trượt chân, cả người lao về phía Lưu Thúy. Lưu Thúy phản ứng nhanh chóng, thấy gã sắp đụng vào mình, có thể đẩy ngã Vân Khanh, thậm chí làm nàng trượt chân, liền lập tức bước tới cản lại. Thân hình gã sai vặt bị cản lại, nhưng cái dương trong tay vẫn trượt tới và đụng vào chân Vân Khanh. T. Cơn đau từ chân truyền tới khiến Vân Khanh không khỏi khom người xuống, Thanh liên vội kéo cái dương ra, rồi ngồi xổm xuống xem xét chân của Vân Khanh, tiểu thư, người có sao không? Trước mặt mọi người, Vân Khanh không thể cởi giày ra, chỉ có thể nhờ Thanh liên ấn vào chỗ bị đè để giảm bớt cơn đau. Gã sai vặt vội vàng chạy tới, thấy Vân Khanh ăn mặc sang trọng, đoán rằng nàng là con gái nhà giàu, liền cúi đầu xin lỗi, tiểu thư, xin lỗi, ta không cố ý, ven bờ có tuyết đóng băng, ta đi không cẩn thận, dẫm lên rồi trượt, xin lỗi, xin lỗi. Lưu Thúy nhìn thấy dấu xẹp trên đôi giày da gấu của Vân Khanh, lại thấy nàng nhấc chân lên, mũi chân không dám chạm đất, chắc chắn là đau lắm, liền nhíu mày mắng, ai cũng nhìn thấy băng ở đây sao ngươi không chú ý chút, lại đụng vào chân tiểu thư nhà ta. Gã sai vặt vội vàng gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn trông như sắp khóc vì sợ hãi. Vân Khanh nhìn thấy hắn chỉ khoảng 7, 8 tuổi, mang theo một cây dương to như vậy, suýt nữa ngã, rồi lại thấy cây dương đụng vào mình, gấp đến mức sắp khóc, liền khom người xuống, nói, Lưu Thúy, ta không sao, cũng không đau lắm, bến tàu này đông người, hắn không cẩn thận cũng là điều dễ hiểu, đừng trách hắn. Liêu Thúy nhìn gã sai vặt mặt đỏ bừng, nước mắt đã rưng rưng, liền nói với vẻ tức giận, được rồi, đừng khóc nữa, sách cây dương đi đi, tiểu thư nhà ta rộng lược, không trách ngươi đâu. Cây dương nặng như vậy, một mình ngươi không sách nổi thì nhờ người khác giúp đi. Gã sai vặt không ngờ rằng mình được tha dễ dàng như vậy, bình thường chỉ cần chạm vào góc áo của tiểu thư nhà mình đã bị đá hai cái, nhà tiểu thư này thật là tốt bụng, liền vội vàng cúi đầu nói, đa tạ tiểu thư đa tạ tiểu thư. Gã sai vặt xách cái dương lên, bước nhanh về phía trước, một công tử khoác áo choàng đỏ đứng phía trước nhìn hắn hỏi, ngươi đi lâu như vậy sao? Công tử, cái dương của ngài nặng quá, ta mang lâu lắm mới tới đây được. Gã sai vặt cười nói, ngươi thật sự mang lâu, hay là trên đường lười biếng hả? À? Công tử không tin ta sao? Cũng vì cái dương của ngài quá nặng mà ta suýt nữa ngã, còn đập vào chân của một tiểu thư nữa. Gã sai vặt vội vàng giải thích: "Ồ, tiểu thư kia bị ngươi đập vào chân mà lại bỏ qua dễ dàng vậy sao?" Công tử rõ ràng không tin lời hắn, ở kinh thành này, các tiểu thư đều được nuông chiều, bị một cái dương nặng đập vào chân, ít nhất cũng phải làm ầm lên một hồi, vừa rồi hắn cũng không thấy có hỗn loạn gì xảy ra. Nói thật, ta cũng thấy lạ tiểu thư kia bị cây dương đập vào chân rõ ràng đau đến mức phải khom lưng nha hoàn của nàng mắng ta nhưng nàng lại bảo không sao không nói lời nào trách ta gã sai vặt đắc ý vì hôm nay gặp được một tiểu thư tốt bụng khuôn mặt nhỏ nhắn cũng tỏ vẻ tự hào thật sao người chỉ cho ta xem tiểu thư đó ở đâu công tử nghĩ rằng hắn đang nói dối vì ở kinh thành này chưa từng thấy tiểu thư nào hào phóng như vậy nghe công tử nói hắn nói dối gã sai vặt liền quay đầu, chỉ về phía xa nói, là một tiểu thư cực kỳ xinh đẹp, khoác mụ che màu trắng. Gã sai vặt đưa mắt tìm kiếm, nhưng nơi vừa nãy đã không còn ai, ngay sau đó, hắn bị đánh một cái vào đầu, ta bảo ngươi mang đồ, ngươi lại đi chơi, còn dám nói dối với ta. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 273, kẻ địch mới, 1. Công tử, thiếp không hề nói dối, thật sự là thật. Gã sai vặt gãi đầu, trên mặt lộ rõ sự lo lắng, trong lòng thầm nghĩ, tiểu thư bị thương ở chân mà còn có thể chạy nhanh như vậy, quả là kỳ lạ. Liêu Thúy nhìn gã sai vặt đi rồi, quay người hỏi, tiểu thư, nàng còn có thể đi được không? Thiếp vẫn đi được, người chỉ cần đỡ ta là được. Vân Khanh khẽ động ngón chân, mặc dù vẫn còn đau, nhưng đi lại không quá khó khăn. Ở đây đông người, Nàng không muốn tiếp tục ở lại, sợ rằng có thể có người xô đẩy, gây ra va chạm. Thanh Liên đứng dậy, khoác áo choàng cho Vân Khanh, Lưu Thúy đứng bên cạnh đỡ lấy Vân Khanh đi về phía trước. Nhìn thấy Tạ thị và lão phu nhân phía trước, Lưu Thúy càng cẩn thận hơn trong việc ngăn cách những người khác, dẫn theo Vân Khanh đi theo. Vân Khanh kéo chặt áo choàng, qua lớp lông thỏ của chiếc nón rộng vành, nàng liếc nhìn về phía bên trái bến tàu thấy ngự phượng hương bị nhiều người vây quanh trong đó một dáng người mảnh mai quay lưng về phía vân khanh với chiếc áo choàng màu tím nhạt nàng nhận ra ngay đó là an ngọc oánh không rõ ngự phượng hương đang nói gì an ngọc oánh dường như e thẹn cúi đầu bầu không khí giữa hai người thật sự rất hài hòa đứng cạnh nhau họ như một cặp đôi hoàn hảo chàng trai tuấn tú và cô gái xinh đẹp trong khung cảnh tuyết trắng lạnh lẽo lại tràn đầy tình cảm quả là một cảnh tượng đẹp đẽ con gái của ninh quốc công kết duyên với cẩn vương thế tử đúng là một sự kết hợp môn đăng hộ đối vân khanh rốt lại ánh nhìn đôi mắt nhỏ xíu khẽ trầm xuống trong phút chốc biểu cảm của nàng thay đổi liêu thúy luôn chú ý đến biểu hiện của nàng cũng nhận ra điều đó nhìn theo góc độ của vân khanh nàng cũng thấy cẩn vương thế tử bị đám đông vây quanh ai chẳng phải cần vương thế tử đã nói rằng sẽ đến đón tiểu thư sao vậy mà giờ lại đi đón một cô gái khác thật là quá đáng không lạ gì khi tiểu thư vừa rồi có vẻ không vui nếu là nàng nàng cũng sẽ không vui liêu thúy thầm nghĩ trong lòng may mắn là tiểu thư không tin những lời dối trá của hắn nếu không nàng đã phải chịu tổn thương rồi bên trái bến tàu ngự phượng hương đứng bên cạnh con ngựa màu đỏ thẫm đôi mắt không ngừng lướt qua đám đông để tìm kiếm dựa theo thông tin mà hắn nhận được thuyền của phủ trầm lẽ ra phải đến hôm nay nhưng tại sao vẫn chưa thấy vân khanh xuất hiện chẳng lẽ thuyền bị chậm trễ hoặc trên đường đã xảy ra chuyện gì khiến nàng bị trì hoãn đôi mắt thanh lệ vô song của an mộc ánh nhìn ngự phượng hương ánh nhìn của nàng như ánh sáng xuân tươi mới lướt qua khuôn mặt hắn dường như chứa đựng muôn vàn lời muốn nói nhưng lại không thể thốt ra sang năm, nàng sẽ kết hôn, trước đó, nàng đã để người thông báo cho Cẩn Vương Thế Tử rằng hôm nay nàng sẽ ngồi thuyền đến bến cảng Thiên Càng. Ban đầu chỉ là thử xem thế nào, không ngờ sau khi xuống thuyền, nàng thật sự thấy ngư phượng hương đang đứng ở bến cảng. Bao năm qua, nàng luôn yêu thích hắn, nhưng không bao giờ nhận được sự đáp lại. Nàng luôn nghĩ rằng hắn không hề có chút tình cảm nào với mình, không ngờ, thực ra trong lòng hắn cũng có nàng. An Ngọc Oánh cúi đầu, rồi lại ngừng lên, chờ Ngự Phượng Hương nói gì đó, nhưng vẫn không nghe thấy hắn mở lời, đành phải lên tiếng, thiếp không ngờ, hôm nay chàng lại đến bến tàu này. Nàng e thẹn cúi đầu, trên mặt hiện rõ sự căng thẳng và tình cảm của một thiếu nữ, khuôn mặt như đóa bách hợp của nàng lập tức tỏa sáng, lộ ra vẻ đẹp càng thêm rung động lòng người. Chỉ tiếc rằng tâm trí của Ngự Phượng Hương đang hướng về một nơi khác không chú ý đến vẻ đẹp động lòng người của nàng. nghe nàng nói, hắn như vừa mới nhận ra sự hiện diện của nàng, liền thu lại ánh nhìn, nhìn an ngọc oánh đứng trước mặt mình, mỉm cười nói, ừ, ta cũng không ngờ hôm nay nàng cũng đi thuyền đến bến tàu này. nghe lời này, an ngọc oánh khẽ ngưng mắt, cảm thấy có chút kỳ lạ. rõ ràng trước đó nàng đã để người báo trước cho hắn, vậy mà hắn lại nói không nghĩ tới. có phải hắn muốn giả vờ như vô tình gặp ngỡ? sợ người khác hiểu lầm trong lòng cảm thấy kỳ quái an mọc oánh liền mở lời thiếp cũng không ngờ rằng chàng thật sự sẽ đến đây đón thiếp à nàng vừa nói gì ngự phượng hương thực ra không để tâm đến lời của an Ngọc oánh hắn thẳng người lên mắt không ngừng lướt qua xung quanh tìm kiếm xem có nữ tử nào có dáng người giống với vân khanh hay không trong tiết trời lạnh lẽo này hầu hết các nữ tử đều khoác áo choàng Khiến việc nhận ra ai đó không hề dễ dàng. Hắn sợ rằng chỉ cần sơ ý một chút là sẽ bỏ qua Vân Khanh, nên đã chăm chú quan sát từng bóng người trên bến tàu có độ tuổi tương đương với nàng. Người này quá béo, Khanh Khanh của ta có dáng người uyển chuyển, không phải nàng. Người này quá thấp, chưa tới vai ta, trong khi Khanh Khanh của ta cao đến cằm ta, không phải nàng. Người này tóc không mềm mượt, tóc của Khanh Khanh của ta mềm mại như tơ xanh không phải nàng ngự phượng hương nhìn một lượt nghĩ rằng có lẽ khanh khanh đã ra khỏi đây mà hắn không để ý hắn liền hướng ánh mắt về lối ra đúng lúc đó tại góc quẹo hắn thấy một bóng dáng màu trắng lướt qua mặt mũi nàng bị áo choàng che kín dù không nhìn rõ lắm nhưng tim hắn bất giác đập nhanh hơn chắc chắn là nàng an ngọc oánh nhận ra ngự phượng hương không chú ý đến mình thấy hắn luôn ngẩng đầu ánh mắt có mục đích tìm kiếm trong đám đông rõ ràng hắn đang tìm kiếm ai đó. Chẳng lẽ hôm nay hắn đến không phải để đón mình? Trong lòng căng thẳng, An Ngọc oánh gượng cười nói, Cẩn Vương Thế Tử, chàng đang tìm người sao? Nếu có thể, chàng nói cho thiếp biết chàng tìm ai, thiếp có thể nhờ người giúp chàng tìm. Ngự Phượng Hương quay đầu, nở nụ cười, môi khẽ cong, từ chối, không cần, ta đã tìm thấy rồi. Sau đó, hắn nhảy lên lưng ngựa, hai chân thúc ngựa, phóng về phía bến tàu. a, à, chẳng phải cần vương thế tử đến đón tiểu thư sao? sao hắn lại đi rồi? nhà hoàn thanh la bên cạnh an ngọc oánh nhìn thấy ngữ phượng hương rời đi, lại nhìn sắc mặt của tiểu thư mình, liền thử thăm dò hỏi. vừa dứt lời, an ngọc oánh liền quay đầu, chừng mắt nhìn nàng, đôi mắt vừa rồi còn tràn đầy tình cảm giờ đây lấp lánh ánh sáng lạnh lùng. thanh la sợ hãi run rẩy, rụt vai lại, cúi đầu xuống không dám nói thêm lời nào. An Ngọc Oánh nhìn theo bóng dáng cao lớn của Ngự Phượng Hương ngồi trên lưng ngựa, kiên quyết và vội vã chạy về phía bóng lưng của một thiếu nữ phía trước. Nàng vừa rồi nhìn rõ, khi Ngự Phượng Hương nói câu cuối cùng, không chỉ cười, mà trong đôi mắt phượng hẹp dài kia còn chứa đựng ý cười, như thể hắn đã chờ đợi rất lâu người mà hắn mong đợi xuất hiện trước mắt. Nàng nhìn theo bóng lưng biến mất ở góc quẻo, trong lòng nặng trĩu suy tư. Mặc dù vừa rồi nàng không nhìn rõ, nhưng đó rõ ràng là bóng lưng của một cô gái, hơn nữa, dựa vào tình huống của Ngự Phượng Hương tại bến tàu, rõ ràng cô gái đó cũng vừa từ thuyền xuống bến Thiên Cảng năm nay. Chương 274: Kẻ địch mới 2. Mặc dù nàng muốn biết nữ tử kia là ai, nhưng không cần phải vội vàng. Mỗi ngày có nhiều người ra vào Thiên Cảng Cảng và tại bến cảng đều có sổ đăng ký tất cả các thuyền đều ghi chép lại danh sách những người có mặt trên thuyền nhìn thiếu nữ đội nón rộng vành cao cấp rõ ràng nàng xuất thân từ gia đình giàu có hoặc quyền quý trong kinh thành có rất nhiều tiểu thư khuê các mà nàng không quen biết tấm lưng kia có chút lạ lẫm có lẽ là thiên kim tiểu thư từ gia đình quan lại mới tới thiên càng nàng tin rằng không mất bao lâu nàng sẽ có thể điều tra ra khi vân khanh rời khỏi bến tàu nàng nhìn thấy một hàng xe ngựa đang chờ bên ngoài. Chiếc xe ngựa phía trước có hai sừng và biển gỗ đỏ thắm treo chữ thầm. Do thời gian gấp gáp, trầm ra phải mua xe ngựa mới, còn bây giờ, những chiếc xe ngựa này rõ ràng là thuê được. Trầm mậu trước tiên đỡ lão phu nhân lên xe ngồi, sau đó sắp xếp một chiếc xe ngựa cho tạ thị và Vân Khanh. Khi biết chân của Vân Khanh bị cây dương đè lên, ông sắp xếp riêng một chiếc xe ngựa cho nàng. Tiếp đó, ông chỉ định một chiếc xe ngựa khác cho thu di nương ngồi phía sau rồi mới lên chiếc xe ngựa đầu tiên và dặn người lái xe hướng đến phủ vỗ về bá ngự phượng hương cưỡi ngựa tuấn mã vất vả đuổi theo qua những khúc quanh từ bến tàu thấy phía trước có những chiếc xe ngựa treo lệnh bài không khỏi muốn tự trách mình rõ ràng biết rằng gia đình vân khanh đã truyền từ kinh thành chắc chắn nàng sẽ đến đây và cần đi bằng xe ngựa nhưng hắn lại cố gắng đến sớm để gặp nàng Kết quả là Suýt chút nữa không kịp nhận ra nàng. Lúc đó, khi áp giải hàng cứu trợ lên kinh, hắn đã nói rằng nhất định sẽ tới đón Vân Khanh. Nếu vừa rồi không phản ứng nhanh, để lỡ cơ hội gặp Vân Khanh, chắc chắn nàng sẽ nghĩ hắn là kẻ không đáng tin. Ngự Phượng Hương vừa tự trách, vừa thúc ngựa đuổi theo, rồi lớn tiếng hỏi, "Đây có phải là xe ngựa của Thẩm gia lão gia?" Nghe thấy âm thanh từ bên ngoài truyền vào, Trầm Mậu lắng tai nghe kỹ cảm thấy giọng nói này có chút quen thuộc. Trầm mẫu, với vai trò là gia chủ thẩm gia, tự nhiên có những phẩm chất nổi bật. Một trong số đó là khả năng nhớ nhanh gương mặt và giọng nói của những khách hàng quan trọng, lần sau có thể gọi chính xác tên người khác. Vì vậy, khi nghe thấy giọng nói này, hắn lập tức ra lệnh cho Sa Phu hạ xe xuống, vén rèm lên, bước xuống và chắp tay nói, thật là một sự trùng hợp, Cẩn Vương Thế Tử cũng có mặt tại bến tàu canh đào ngự phượng hương thấy xe ngựa dừng lại liền nhìn kỹ từng chiếc một chiếc xe ngựa phía sau trầm mậu chắc chắn là của lão phu nhân sau lão phu nhân có lẽ là thẩm phu nhân và vân khanh có thể ngồi cùng thẩm phu nhân trong cùng một chiếc xe tuy nhiên ngự phượng hương phát hiện có hai chiếc xe ngựa phía sau theo hắn biết trầm phủ hiện tại chỉ có một di si nương như vậy vân khanh không ngồi cùng thẩm phu nhân nghĩ tới đây ngự phượng hương nhảy xuống ngựa chắp tay hành lễ và nói, hôm nay vỗ về ba đến bến tàu, ta đã cố ý đến để đón mọi người. Nghe ngự Phượng Hương nói rằng hắn cố ý đến đón mình, trầm mậu trong lòng kinh ngạc, liền hỏi, có phải là bệ hạ phân phó ngươi đến không? Nếu không phải, thì mối quan hệ giữa mình và ngự Phượng Hương chưa sâu đến mức này, chỉ có thiếu một chút ân tình. Nhìn thấy vẻ thận trọng trên mặt trầm mậu, ngự Phượng Hương hiểu rằng hành động này có thể khiến trầm mậu cảm thấy hơi quá mức nhưng hắn đã chuẩn bị sẵn đối sách trong lòng, vì hiện tại Khanh Khanh còn chưa giao tâm với hắn. Nếu để Trầm Mậu biết hắn có tình cảm với Khanh Khanh, hắn không ngại, chỉ sợ Khanh Khanh sẽ không vui, đến lúc đó sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của hắn. Thế nên, Ngự Phượng Hương mỉm cười nói, không phải bệ hạ phân phó ta đến, chỉ là lần trước cùng vỗ về bá nói về chuyện ngọc phiến, ta nhân dịp lần này truyền phủ, đến để lấy đồ vật mà thôi. Nghe vậy, Thẩm mậu bừng tỉnh, nhớ lại từ khi ngự phượng hương giúp hắn, sau đó yêu cầu thẩm gia cung cấp toàn bộ mộc phiến, hắn đã âm thầm chuẩn bị. Lần này khi truyền phủ, hắn đã đóng gói toàn bộ đồ vật vào dương và cất chung một chỗ, chỉ đợi khi ngự phượng hương cần, hắn sẽ lấy ra cho. Thư người cần đã được sắp xếp gọn gàng trong một cây dương, sau đó sẽ được chuyển đến phủ. Thế tử người có thể theo chúng ta về phủ để lấy, người thấy thế nào? Ngự Phượng Hương đang mong có cơ hội cùng Vân Khanh đi chung, lại muốn giải thích để Vân Khanh không hiểu lầm rằng hắn không đến đón thuyền. Nghe Trầm Mậu nói vậy, lông mày hắn giãn ra, như vậy thì tốt. Vân Khanh ngồi trong xe, cởi giày ra, nhìn chỗ chân bị thương. Nhờ ánh sáng từ cửa sổ xe, nàng có thể thấy ngón chân trắng như ngọc đã bị sưng đỏ. Nô tỳ đã biết sẽ như thế này, cây giường đó rơi xuống phát ra âm thanh lớn như vậy, chỉ nghe thôi cũng đã thấy nặng rồi. Tiểu thư, ngươi còn nói không có việc gì, ngươi nhìn xem, đây gọi là không có việc gì sao? Liều Thúy nhíu mày, cầm chiếc chân nhỏ chuẩn bị sẵn để bọc lấy chân của Vân Khanh, phòng ngừa chân bị lạnh. Sau đó, nàng cầm bình xứ nhỏ, đổ thuốc ra và thoa lên ngón chân cái. Không có việc gì đâu, hắn cũng không phải cố ý, chỉ cần thoa chốt thuốc, qua hai ngày sẽ khỏi thôi. Vân Khanh mỉm cười chấn an Lưu Thúy, người ta nói càng lớn càng trầm ổn, nhưng Lưu Thúy lại càng ngày càng mạnh mẽ. Vân Khanh thầm lắc đầu, nghĩ rằng sự thay đổi này có lẽ là do sau khi phụ thân bị đất đá trôi vào sông, Lưu Thúy đã tự mình quán xuyến mọi việc trong nhà và ngoài cửa. Từ đó, nàng trở nên rất mạnh mẽ, thậm chí dám đối đầu với những bà mụ ngang ngược. Nếu không phải tiểu thư ngươi đã nói, nô tỳ đã định bắt gã sai vặt kia dạy cho hai câu rồi thật là quá bất cần liêu thúy vừa thoa thuốc lên chân vân khanh một cảm giác mát lạnh thoải mái truyền đến từ chân khiến sắc mặt vân khanh khẽ trầm xuống liêu thúy liêu thúy vốn đang cúi đầu nghe thấy giọng nói của vân khanh liền ngẩng đầu lên giọng nói của tiểu thư vừa rồi mang theo một cỗ lạnh lùng uy nghiêm khiến nàng hơi bối rối nàng bắt gặp đôi mắt phượng của vân khanh trong đó hiện lên sự không đồng tình. Tiểu thư, nô tỳ có nói sai điều gì không? Liêu Thúy lo lắng hỏi, mặc dù quan hệ với Vân Khanh rất tốt, nhưng trong lòng nàng vẫn luôn kính trọng tiểu thư này. Nhìn thần sắc của Vân Khanh, nàng biết rằng mình vừa rồi chắc chắn đã làm điều gì đó không đúng. Nhìn dáng vẻ thận trọng của Liêu Thúy, trong mắt Vân Khanh thoáng qua một tia không đành lòng, nhưng trong tình huống hôm nay, nàng phải nói ra và phải để Lưu Thúy biết nàng đã làm sai điều gì. Người vừa rồi thấy gã sai vặt không cẩn thận làm trượt cây dương lên chân ta, liền muốn đi dạy dỗ hắn hai câu. Người phải biết rằng, đây không phải là Dương Châu, mà là Thiên Càng, kinh thành của Đại Ung, nơi tụ tập của vô số quan lớn quý tộc. Người thấy hắn chỉ là một gã sai vặt, liền muốn nói hắn hai câu. Thật ra, ngươi làm vậy là muốn tốt cho ta, cũng là muốn tốt cho hắn, nhắc nhở hắn cẩn thận hơn. Nhưng ngươi có nghĩ đến không, nếu chủ nhân của gã sai vặt ấy nhìn thấy ngươi trách mắng hắn, sẽ ra sao? chương 275, nàng đang ghen, một Vân Khanh nói đến đây thì dừng lại, không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào mặt của Lưu Thúy, chờ đợi câu trả lời từ nàng. Khi dạy dỗ ai đó, nếu ta nói hết mọi thứ ngay từ đầu, người nghe có thể chỉ nghe qua loa, không hiểu, hoặc thậm chí không nhớ được. Chỉ nói một phần và để họ tự suy nghĩ phần còn lại sẽ giúp họ tự vận dụng đầu óc, ghi nhớ sâu hơn, và cũng dễ dàng phát hiện xem họ có thực sự hiểu những gì ta nói hay không. Liêu Thúy suy nghĩ một lát, hôm nay rõ ràng là nàng đã lỗ mãng, rồi nói, tiểu thư, nô tỳ hiểu ý của ngài. Nếu chủ nhân của gã sai vặt thấy nô tỳ dạy dỗ hắn, họ sẽ nghĩ là do tiểu thư bảo nô tỳ làm vậy. Lưu Thúy đại diện cho tiểu thư khi ở ngoài, còn gã sai vặt kia cũng đại diện cho chủ nhân của hắn. Chủ nhân của hắn sẽ cảm thấy mất mặt và có thể gây chuyện với tiểu thư. Nghe Lưu Thúy nói, Vân Khanh gật đầu, Lưu Thúy rất thông minh, nhưng tuổi còn trẻ, kiến thức chưa đủ rộng. Dù đã theo bên cạnh nàng, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là một cô gái 15 tuổi. Nàng không ngại dạy dỗ người khác, chỉ sợ không thể dạy hết. Người nói đúng. Ngươi là thiếp thân nô tỳ của ta, nếu có ai vô cớ mắng ngươi, ta cũng sẽ không vui. Mặc dù lần này gã sai vặt kia làm sai trước, nhưng họ không cố ý, chúng ta không cần phải quá khắt khe. Không phải chủ nhân nào cũng sẽ cảm thấy mất mặt, có người quân tử thật sự sẽ không để ý. Nhưng trên đời này, quân tử có thể đắc tội vì họ thẳng thắn, chỉ có kẻ tiểu nhân mới thực sự đáng sợ, vì tiểu nhân không để lộ bộ mặt thật của mình gia đình thầm của chúng ta vừa được thăng chức đến kinh thành tuy có tước vị nhưng căn cơ vẫn còn nhỏ bé trong kinh thành quý tộc ở khắp nơi chúng ta nên cố gắng tránh đắc tội với người khác vô cớ để không rước họa vào thân vân khanh nói từng chữ từng câu lưu thúy chăm chú lắng nghe ghi nhớ từng lời vào lòng nàng thầm ngưỡng mộ tiểu thư nhỏ hơn mình một tuổi mà sao lại biết nhiều điều như vậy cảm ơn tiểu thư đã dạy bảo nô tì từ nay sẽ cẩn trọng hơn cố gắng không gây mâu thuẫn với người khác vân khanh mỉm cười nói nhưng ngươi cũng phải nhớ kỹ những kẻ cố ý khiêu khích tỏ ra lấn lướt không thể nhẫn nhịn mãi nếu nhẫn nhịn quá lâu người ta sẽ nghĩ rằng chúng ta sợ hãi nếu nhẫn nhịn quá lâu quá nhiều sẽ bị coi như kẻ hèn nhát và có khi người ta còn thỉnh thoảng đến dẫm đạp lý lẽ này nàng hiểu quá rõ ở kiếp trước khi nàng bị giáng xuống làm thiếp, vì cứu cha mẹ mà nàng đã nhẫn nhịn mọi thứ, nhưng kết quả chỉ là những kẻ đáng khinh kia càng mạnh tay hơn trong việc trà đạp nàng. Vì vậy, người ta không thể dễ dàng từ bỏ lòng tự tôn, không nên quá tranh giành, nhưng cũng không thể nhượng bộ quá mức. Vâng, nô tỳ sẽ ghi nhớ. liều Thúy dùng khăn lau tay, sau khi thuốc thấm vào, nàng chuẩn bị mang vớ cho Vân Khanh, thì đột nhiên xe ngựa dừng lại. Sao lại thế này? tại sao xe ngựa lại dừng liều thúy vén màn cửa lên nhìn ra ngoài chỉ thấy một vài chân ngựa nhưng không rõ tình hình cụ thể là gì hình như có người chặn lão ra lại để nói chuyện liều thúy buông rèm cửa xuống báo cáo tình hình cho vân khanh có người chặn cha lại để nói chuyện sao vân khanh nhìn ra ngoài họ vừa mới đến kinh thành chưa quen biết ai rốt cuộc là ai đây khi nàng còn chưa kịp nghĩ thông xe ngựa đã bắt đầu lăn bánh đi tiếp Âm thanh bánh xe lăn và tiếng ngựa dậm chân dần tiến gần. Vân Khanh, nghe giọng nói quen thuộc, lười biếng và xa hoa từ bên ngoài, phản ứng đầu tiên của Lưu Thúy là định vén cửa sổ lên, nhưng bị ánh mắt của Vân Khanh ngăn lại, nàng mới tức giận thả tay xuống. Cẩn Vương Thế tử vừa mới đây còn cười nói với một tiểu thư nào đó, giờ lại tìm đến tiểu thư của mình, có lẽ hắn muốn sắp xếp mọi việc ổn thỏa, gặp hết người này rồi đến người khác nghe thấy giọng nói đó hình ảnh vừa xuất hiện tại bến tàu lại hiện lên trong đầu vân khanh đôi mày nàng hơi nhíu lại trong đầu chỉ cảm thấy giọng nói này khiến nàng vô cùng khó chịu giống như khuôn mặt của người đó làm nàng tức giận không phải vừa nãy hắn còn đang ân ái với một tiểu thư khác sao tất nhiên là hắn có mục tiêu khác giờ lại đến đây để chiêu chọc nàng sao ngự phượng hương cưỡi ngựa đi bên cạnh xe ngựa của vân khanh gọi một tiếng từ phía sau nhưng không thấy động tĩnh gì nghĩ rằng giọng mình quá nhỏ, hắn lại gọi tiếp, Vân Khanh. Tiếng gọi này khiến cả sa phu cũng phải chú ý, quay đầu nhìn hắn một cái, thầm nghĩ, nam tử Tuấn Mỹ này ở đây gọi cái gì? Vân Khanh là khuê danh của tiểu thư nhà này sao? Ngự Phượng Hương lúc này nghĩ rằng người trong xe không nghe thấy mình, thật ngốc nghếch. Làm sao mà sau ba tháng không gặp, Vân Khanh lại trở nên lạnh lùng với hắn như vậy? Chẳng phải đã có chút tiến triển rồi sao? ít nhất cũng không nên lạnh lùng như thế chứ. Thế là hắn thúc ngựa lại gần xe ngựa hơn, rồi gọi lớn, Vân Khanh. Lần này giọng hắn lớn hơn hai lần trước một chút. Liều Thúy nghe thấy tiếng gọi lớn như vậy, quay đầu nhìn Vân Khanh đang ngồi trên xe, thấy sắc mặt nàng bình thản, nhưng ánh mắt lại mang chút lạnh lùng. Rõ ràng nàng không muốn đáp lại Cẩn Vương Thế Tử, Liều Thúy đành phải giả vờ như không nghe thấy, xem ra lần này Cẩn Vương Thế Tử đã thực sự làm tiểu thư tức giận. Ai mà ngờ, người bên ngoài không nhận được phản hồi, cũng không hề tức giận, lại tăng âm lượng lên một chút, gọi tiếp, Vân Khanh. Liêu Thúy lại nhìn tiểu thư, thấy tiểu thư vẫn bình tĩnh như nước, nhưng ánh mắt lạnh lùng giờ đây đã chuyển thành lửa giận. Chỉ nghe thấy bên ngoài một tiếng gọi sau một tiếng, mỗi tiếng gọi Vân Khanh càng lúc càng lớn. Đến lần thứ tám, Liêu Thúy cuối cùng không chịu nổi, nhỏ giọng nói, tiểu thư, nếu không đáp lại Cẩn Vương Thế tử, e rằng tiếng gọi của hắn sẽ khiến phu nhân bị thu hút đến đây. Vân Khanh âm thầm cắn răng, nàng thừa biết Ngự Phượng Hương kia cố ý gọi liên tiếp như vậy để thử thách sự kiên nhẫn của nàng. Nếu cứ để hắn gọi như thế suốt chặng đường, không chừng chỉ trong một ngày, tên tuổi Trầm Vân Khanh sẽ trở thành đề tài bàn tán khắp nơi, từ già đến trẻ đều biết. Chưa kể nếu chuyện đến tai mẹ nàng, bà sẽ trách nàng vì sao không đáp lại người ta tên yêu nghiệt đáng chết này. Cuối cùng, đôi mắt Vân Khanh khẽ động, nàng mở miệng nói, nói với hắn, ta đang nghỉ ngơi. Liêu Thúy thấy Vân Khanh nói từng chữ từng chữ qua kẽ răng, rõ ràng là cực kỳ không vui với người bên ngoài, liền nhíu mày, vén bản xe lên một chút rồi nói ra bên ngoài, xin hỏi Cần Vương Thế Tử có việc gì, tiểu thư của chúng ta đang nghỉ ngơi. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn